Chào mừng các bạn đã đến với Mẹo Hay iOS và Android. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một video giới thiệu các tính năng hữu ích trên iPhone. Như đã biết thì Apple đã nâng cấp hệ điều hành của iPhone với nhiều tính năng để giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong quá trình sử dụng. Dưới đây là các tính năng iPhone đó. Vài năm trở lại đây, iPhone luôn có rất nhiều tính năng khiến người dùng khó có thể ghi nhớ hết. Một khi bạn đã nắm rõ, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian sử dụng iPhone của mình. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy tiếp tục xem video để nắm rõ nhé. 12 tính năng iPhone sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể nếu biết được. Tính năng đầu tiên, gọi điện thoại và sao chép văn bản từ hình ảnh. Tính năng này giúp iPhone của bạn và các thiết bị Apple khác đủ thông minh để đọc được văn bản hoặc số điện thoại có trong các bức ảnh. Vì vậy, bạn có thể sẽ không còn phải viết ra một số điện thoại hoặc văn bản nữa. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng iPhone để chụp ảnh và nhanh chóng sao chép các nội dung này. Sau đây là hướng dẫn cách dùng tính năng Light Text trên iPhone cho bạn. Bước 1. Bạn vào cài đặt, chọn phần camera, chọn bật tính năng văn bản trực tiếp. Bước 2. Mở máy ảnh lên, bạn hướng camera đến văn bản, nhấn biểu tượng Light Text ở góc dưới bên phải. iPhone sẽ tự động cắt văn bản và cho bạn các chức năng như sao chép, chọn tất cả, tra cứu, dịch. Bước 3. Bạn có thể vuốt để chọn từng văn bản riêng, tính năng còn hỗ trợ dịch. Bước 4. Bạn có thể dịch nhanh các văn bản tại đây. Ngoài ra còn có các chức năng như Copy Translation, thay đổi ngôn ngữ, mở trong ứng dụng Translate. Bước 5. Bạn có thể quét trực tiếp trên hình ảnh bên ngoài hoặc trong thư viện ảnh với nhiều nội dung khác nhau rất hữu ích. Nhìn chung, tính năng Light Text hoạt động rất mượt mà và mang tính thực tế cao, giúp ích rất nhiều cho việc học tập, đi du lịch và rất nhiều trường hợp khác bên ngoài cuộc sống. Tính năng thứ 2. Nhanh chóng truy cập máy ảnh của iPhone. Đôi khi, việc mở máy ảnh vào đúng thời điểm có thể mang lại cho bạn một bức ảnh tuyệt vời. Tuy vậy, bạn có thể bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời đó nếu như không thể nhanh chóng mở ứng dụng máy ảnh trên iPhone ngay lập tức. Những người dùng iPhone đều có thể đã biết về cách truy cập máy ảnh từ màn hình khóa. Tất cả những gì mà bạn cần làm là vuốt sang trái và camera sẽ mở ra. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt máy ảnh ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Ngoài ra, iOS 15 còn cho phép bạn truy cập ngay vào giao diện chụp ảnh từ Control Center. Tính năng thứ 3. Sử dụng Spotlight làm máy tính. Ứng dụng máy tính thực sự dễ truy cập vì bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong Control Center của iPhone. Có một cách khác thực hiện được các phép tính nhanh hơn, sử dụng Spotlight của iPhone. Tất cả những gì bạn cần làm là vuốt xuống từ màn hình chính để truy cập Spotlight. Sau đó, bạn có thể sử dụng bàn phím để nhập phép tính và Spotlight sẽ cung cấp ngay cho bạn kết quả. Tính năng thứ 4. Đơn giản hóa cuộc sống với các cử chỉ. Kể từ iOS 13, Apple đã thêm một tính năng mới có tên là Bách Tạp. Như tên gọi, tính năng này cho phép người dùng chạm 2 hoặc 3 lần vào mặt sau của iPhone để thực hiện các hành động được thiết lập trước như mở Control Center hoặc chụp ảnh màn hình. Tính năng này chỉ có trên iPhone hỗ trợ Face ID. Tính năng thứ 5. Kéo và thả ảnh giữa các ứng dụng. Cho đến nay, đây là một trong những tính năng thú vị nhất của iOS 15. Trước đây, nếu bạn muốn chia sẻ ảnh bạn cần vào ứng dụng ảnh, chọn ảnh và chọn chia sẻ. Tuy nhiên, cách chia sẻ như vậy mất rất nhiều thời gian. Giờ đây, bạn có thể kéo và thả ảnh giữa các ứng dụng khác nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là mở hai ứng dụng bạn muốn sử dụng. Ví dụ, bạn có thể mở tin nhắn và ảnh. Sau đó, trong ảnh, nhấn và giữ bức ảnh mà bạn muốn chia sẻ. Di chuyển ngón tay của bạn một chút cho đến khi hình ảnh trở thành một hình ảnh nhỏ hơn lơ lửng trên màn hình. Tiếp theo, bạn hãy vuốt từ mép dưới cùng của iPhone để chuyển sang ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ ảnh. Khi đang ở trong ứng dụng khác, bạn hãy thả ngón tay ra và ảnh sẽ được thêm vào ứng dụng tin nhắn. Tính năng thứ 6. Nhấn và giữ để thực hiện các thao tác nhanh. Kể từ khi công nghệ 3D Touch xuất hiện, Apple đã thêm nhiều thao tác nhanh khi bạn nhấn và giữ bất kỳ ứng dụng nào. Dù công nghệ này đã biến mất, bạn vẫn có thể ứng dụng nó ở nhiều nơi trên iPhone. Nếu bạn nhấn và giữ một ứng dụng trên màn hình chính, bạn sẽ nhận được một loạt các hành động nhanh thay vì phải mở và truy cập trực tiếp ứng dụng. Trên iOS 15,
bạn còn có thể thực hiện một số thao tác nhanh trong trung tâm thông báo. Chẳng hạn, bạn có thể nhấn giữ bất kỳ thông báo nào để xuất hiện các hành động như trả lời tin nhắn, xóa email, đánh dấu đã đọc. Tính năng thứ 7, thao tác nhanh trong Control Center. Control Center cũng có một loạt các thao tác bổ sung khi bạn nhấn và giữ từng tùy chọn. Bạn có thể nhấn và giữ thanh điều khiển độ sáng để bật Dark Mode, Night Shift và True Tone. Nói chung, mỗi tùy chọn đều có rất nhiều hành động nhanh khác nhau để giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian sử dụng iPhone của mình. Tính năng thứ 8, sạc pin nhanh hơn bằng cách bật chế độ máy bay. Nếu bạn đang vội và chỉ có thể sạc được thiết bị của mình trong thời gian ngắn thì hãy kích hoạt chế độ máy bay. Lúc này các dịch vụ chạy ngầm như SMS, Wi-Fi, Bluetooth sẽ bị vô hiệu hóa giúp thiết bị sử dụng ít năng lượng hơn và tăng độ hiệu quả trong quá trình sử dụng pin. Tính năng thứ 9, tạo kiểu rung mới cho riêng mình. Các dòng điện thoại luôn có những chế độ rung nhất định và iPhone cũng tương tự. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tạo một kiểu rung riêng cho máy của mình chưa? Đầu tiên, mở cài đặt chọn âm thanh và cảm ứng, chọn nhạc chuông và chọn rung. Kế tiếp, kéo xuống phía dưới cùng chọn tạo kiểu rung mới và chạm để tạo kiểu rung. Lúc này bạn chỉ cần giữ tay trên màn hình tùy thích để tạo kiểu rung riêng biệt cho điện thoại của mình. Tính năng thứ 10, sử dụng iPhone để đo đạc. Nhiều lúc bạn muốn đo một vật dụng gì đó mà không có sẵn thước dài, hoặc vật dụng đó có kích thước lớn thì đừng lo lắng, iPhone sẽ giúp bạn. Với iOS 12 trở lên, iPhone hỗ trợ thêm ứng dụng mặc định là đo. Bạn có thể tìm thấy ngay ở màn hình chính hoặc tìm theo tên ở thanh tìm kiếm phía trên. Với ứng dụng này, bạn có thể đo được chiều dài, rộng những đồ vật xung quanh và có kèm theo số liệu hiển thị ngay trong thời gian thực. Ứng dụng rất dễ sử dụng, chỉ cần hướng camera theo tích point ở điểm đầu và cuối của đồ vật thì sẽ cho ra kích thước chính xác hiển thị ngay trong lúc đo, tùy thuộc vào góc độ bạn đo và cách cầm máy để tránh sai số. Ngoài thước đo chiều dài ra thì còn có tùy chọn lever để đo góc nghiêng trên mặt phẳng, giống như cây thước nước mà ta hay sử dụng ngoài đời thực. Tính năng thứ 11, máy tính nhiều chức năng. Tính năng này rất đơn giản nhưng nhiều người lại không hề biết tới nó. Bạn chỉ cần xoay ngang màn hình điện thoại là một giao diện máy tính đầy đủ sẽ xuất hiện. Với tính năng này, đứa bạn của mình đã vượt qua 4 năm đại học mà không dùng tới máy tính cầm tay. Cuối cùng là tính năng thứ 12, chế độ nhắc nhở đi ngủ trên iPhone. Mặc dù iPhone không có chức năng chuyên nghiệp, nhưng với chế độ giờ đi ngủ của đồng hồ bạn sẽ được nhắc nhở đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Ngoài ra, tính năng này sẽ theo dõi và tổng hợp lại quá trình giấc ngủ của bạn. Mở ứng dụng đồng hồ, chọn giờ đi ngủ ở cuối màn hình, sau đó cài đặt giờ bạn muốn bật nhắc nhở đi ngủ cùng thời gian bạn muốn thức dậy, chọn những ngày bạn muốn cài nhắc nhở. Ngoài ra, khi bạn kết hợp tính năng giờ đi ngủ với không làm phiền theo lịch trình, bạn sẽ thức dậy với thông tin dự báo thời tiết trên màn hình khóa. Nếu thấy video có ích thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để kênh phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video.